Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em tên là Lê Lưu Yến Nhi ạ. Năm nay em 28 tuổi, sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Em làm logistics. À, làm gì em? Giống như xuất nhập khẩu á chị. Bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thành Long, sinh năm 1989. Em quê quán thì ở Bạc Liêu, nhưng mà hiện nay sinh sống và làm việc ở Gò Đen, Long An. Công việc của em là quản lý cửa hàng nông nguy cơ, là tức là máy cài đó kia. Máy cài, chạy xe cuốc rồi đủ thứ động cơ. Ở Bến Lức hả? Dạ dạ. Gò Đen cái là cái Gò Đen vậy cũng gần xe thành phố mà. Thì kế bên đi kế bên nói chung khoảng là sát, không sao cả. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Nhi? Dạ, điểm mạnh của em thì em cảm nhận được là mình là người hiền lành, thích sống gọn gàng. Điểm yếu thì em có nhiều lắm. Cái nhất là em không có biết nấu ăn. Dạ. Cái thứ hai là em sợ nhiều thứ lắm. Sợ ma, sợ côn trùng nhiều lắm. Nhưng mà tính em là hay liều nữa. Ý là sợ ma lắm nhưng mà thích tiêm con mấy cái phim ma. Đó, chuyên ra rủ tự mình nhắc mình vậy đó hả? Dạ. Em thích mấy cái đó lắm ạ. Như hay là chơi mấy cái trò chơi cảm giác mạnh á. Sợ lắm nhưng mà lại thích đi chơi. Dạ. Trời đất ơi, cô này cũng ngộ nha. Rồi còn dạ. Gì nữa không? Em có cảm giác là em sợ dao á, hội chứng sợ dao á chị. Rồi, hiểu dạ. Luôn ha. Mời bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của bạn gái với em kiểu như là bù trừ cho nhau vậy chị. À. Em thì đặc biệt là nấu ăn ngon, có điểm giống chung là gọn gàng, em thích như là sạch sẽ gọn gàng. Điểm mạnh em là thích chăm sóc cho bạn gái, như nấu ăn, giặt giũ, quét nhà, nói chung em làm được hết. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình mà khắc cốt ghi tâm đấy. Là hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc em vừa đi mãn cái vụ quân sự ra. Rồi đó cũng có gia đình mà ly dị rồi, cũng có con rồi. À. Cũng quen được khoảng 6 tháng. Tại vì lúc đó mình ra, mình còn bập bên, chưa có cái công việc gì nó ổn định chứ. Cái người phụ nữ đó thì người ta chung là từng trải rồi, ta chín chắn hơn, ta suy nghĩ nhiều hơn, nên là không chọn mình. Mối tình thứ hai là khoảng một năm mấy tháng. Vậy là hai mối tình nó cũng đâu có dài lắm đâu đúng không? Dạ, nhưng mà mối tình thứ hai thì làm cho em nói chung là buồn nhiều nhất. Mình đặt hết niềm tin vào người đó. Cũng thời gian là em định là tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà cuối cùng á là trong lần tình cờ thôi, dòm cái tin nhắn Zalo á, không nhắn tin với một người bạn trai khác. À thôi coi như là thôi, bỏ qua em đi sự lựa chọn. Thôi có gì đâu mà buồn. Dạ. Đó là cũng những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình thôi, để dạ, mình chị hết buồn, chị hết buồn rồi ha. Rồi mời bạn gái, tình trường của em thì sao? Em chưa có mối tình nào ạ. Hả, 28 năm chưa mối tình nào hết? Dạ. Lý do tại sao? Em nghĩ là tại công việc em đi sớm về muộn, với lại tính của em cũng hơi nhát nữa. Không ai để ý mình mà mình cũng không để ý ai. Dạ. Rồi túm cái gọn lại là giờ chưa được hôn luôn. Nỗi đau của em đó chị. Nỗi đau đó hả? Dạ. Bữa nay muốn hôn không? Dạ thôi, ngại lắm chị. Bây giờ em gái bên kia muốn tìm người yêu thế nào con gái? Là người cao hơn em một chút là được rồi ạ. Rồi, em cao mét mấy? Dạ 58 ạ. Chắc bên đây khoảng 85 mà. Không tới 85 anh ơi. Mà mét 86 là. Trời ơi, mét 86 luôn. Dễ sợ không? Được không em? Dạ được rồi. Mang cái guốc cao thoải mái luôn ha. Bắt dạ. Ghế bắt ghế sao? Lên. Mà mang guốc lên chừng 5 phân thì cũng là tương xứng. Còn gì nữa không em? Bạn trai em vui vẻ một chút, tại tính em cũng nhát, anh ấy ít nói. Còn một cái nữa là cũng biết chăm lo cho gia đình, không gia trưởng. Là được rồi ạ. Vấn đề gia trưởng thì em yên tâm đi, anh là tính anh thoải mái lắm. Không có vụ mà sở thích anh là thích là chăm sóc phụ nữ. Như là chăm sóc người bình thường thôi. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý gái. Tưởng của em là nói chung thì em cũng có ghi trong cái phiếu mình đó là chỉ cần cao từ 1m57 trở lên được rồi. Khuôn mặt ưa nhìn thôi, phúc hậu, giống mẹ em đi. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Điều như là đứng nơi này trong nơi nọ. Quen người này mà nhắn Zalo người khác đó hả? Nhưng mà từ nãy giờ chị cứ nghe em nói là em chăm sóc bạn gái, cụ thể em chăm sóc làm sao? Tới mùa mà mặn cái vậy. Mùa mặn. Mấy ngày đó thường bạn gái người ta hay cái gì tính tình khó chịu á. Mình sẵn ngay sàn ngồi nghe chửi. Nói chung là quét nhà, lau dọn, giặt giũ, làm nấu cơm, làm được hết. Trời đất ơi, vậy luôn á hả? Chăm sóc vậy luôn á hả? Vậy mà cũng nở nào, lòng nào có người khác hả? Ngược, nhiều khi như nó ngược thôi. Những người tốt thì lại không thích, nhưng mà những bạn trai đối xử này kia mà đánh thì cũng vẫn bám theo. Hay là tại vì em chưa quan tâm bạn trai gái một cách sâu sắc, chưa hiểu người ta ăn uống, nhưng mà em không biết là thật sự người ta muốn cái gì. Muốn em cứ lo mua mận cho người ta, trong khi người ta thích ăn nổi thì sao? Bây giờ bữa nay em phải làm một cái gì đặc biệt để em ấn tượng với bạn gái. Chứ chị nhìn tướng em thấy ấn tượng rồi đó. Trời ơi, mang đôi dài dữ luôn ha. Bây giờ em hát khúc tặng bạn gái đi. Mà em thì hát thì không có hơi, hát thì dở, nhưng mà vẫn hát. Đúng rồi, ấn tượng. Hát bài Em Là Của Anh. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta đã yêu nhau rồi.
Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Bự vậy không có hơi gì cho mày trời. Em ở Cà Mau hả? Dạ em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu. Giờ chuyện nào lấy vợ được luôn. Tình cảm nó đủ thì mình tiến tới hôn nhân thôi vậy. Chứ không quan trọng là thời gian. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì mới lên đây lập nghiệp thì mình chưa có gì hết. Quan trọng là cái người bạn gái tin tưởng vô em là được rồi. Long An, Sài Gòn nó gần thì gần nhưng mà đều cũng là xa à. Rồi đi chơi sao, mỗi tuần gặp nhau bao nhiêu lần? Chị... Em thì những cái ngày mà cái hàng bên Nhật về thì nói chung là nó không có thời gian cố định, thì nó chỉ báo trước một tuần thôi. Còn những chiếc khi nếu mà không có là bất kể các ngày trong tuần là từ buổi tối từ 7 giờ là em rảnh hết. Chạy lên đây chơi bạn gái cũng mất tiếng đi lên tiếng đi về á. Không biết bạn gái ở đâu? Ở Tân Bình ạ. 30 phút. 30 phút rồi cái đó. Chịu không? Mà nhưng mà rồi lấy nhau là đi về Long An ở luôn phải không? Nói chung là chỗ nào mình làm cái tiền nhiều hay là mình ở đó thôi. Cái đó hai bạn trao đổi với nhau dạ, nha dạ. Coi là ai đi theo ai. Em có định là mình mua nhà mua cửa vô đen không? Ở Sài Gòn nó kẹt xe chứ mà gửi xe thì cũng khó khăn. Chứ mình ở Long An mình có điều kiện cho Sài Gòn chơi bình thường cũng nửa đúng tiếng là tới rồi. Đúng. Mà đất Long An thì rẻ hơn. Em cũng định là mua một miếng đất đủ cắt mua nhà vậy thôi. Rồi đến xem đàn gái sao, 58. Dạ. Ồ chào em gái. Dạ. Anh này rất là chất phát thật thà. Dạ. Hiền lắm á. Dạ. Nãy giờ em nghe em nói em thấy sao? Dạ em thấy hiền ạ. À. Hiền á? Dạ. Em cũng hiền quá hả? Dạ. Hai người hiền khô luôn nha. Chưa có mối tình dắt dai. 21 về Cà Mau sống, y về Bạc Liêu sống luôn đi. Cho nó yên bình nhẹ nhàng. Dạ, em có thích về dưới quê sống không? Thích luôn đúng không? Trời, được thích quá. Hay quá. Bạc Liêu giấc mơ tình yêu. Được đó. Cô bên đây hiền, hiền khô à. Chàng trai miền Tây chất phát thật thà. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Anh thấy cô gái bên kia cũng dễ chịu đó ha. Bây giờ em đi với ai vậy á? Em đi với mẹ của em. Chào cô. Dạ chào cô. Chị mẹ của Thành Long chị mới lên tới đây là hồi 5 giờ sáng. Dạ. Hồi nãy giờ chị cũng nghe lời nghe cháu nói, chị cũng đồng ý. Chị cũng thấy thương. Chị cũng mong là hai đứa thương nhau. Là chị cũng cưới vợ cho nó, tại vì năm nay nó cũng 29-30 rồi. Cái cháu xinh xắn đẹp gái. Dạ. Cô mong muốn dâu là hiền chứ không cần biết nấu ăn hay nướng, tại vì đợi giờ không nấu nướng cô không lại gì hết. Dạ. Coi như từ từ sau rồi nó có chồng nó cũng biết nấu nướng, hồi đó cô cũng đâu biết nấu nướng đâu. Dạ, dạ cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Hôm nay em đi với ai? Em gái. Dạ, em đi với ba mẹ em gái với mấy chị công ty ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bác. Cái gì ạ? Và thấy cái cháu trai bên đây á, tính tình á, thấy nó hiền. Dạ. Và nó chân thật lắm. Dạ. Con cũng vậy, nhưng mà được hai đứa bù đắp lại, cái cháu trai này nó giỏi về cái nấu nướng, yeah. Bù đắp lại, cái yeah. Điểm cho nhau, con nên cho nhau cơ hội. Nếu mà con đi xa làm dâu, bác đồng ý không? Bên đây ba đứa gái lần ạ. Dạ, không sao hết hả? Nói chứ nó không về quê đâu, ở đây lập nghiệp hả, này giờ giỏi lắm. Còn mẹ? Mẹ có mẹ ý kiến gì không? Mẹ thấy bạn này cũng hiền, anh Di bấm nút đi. Trời ơi, mẹ ngắn gọn quá. Hai bên gia đình ủng hộ hết trơn rồi ha. Cũng rất là tình cảm ha. Gương mặt có hậu hết trơn á. Mà hai đứa cũng hiền nữa. Thôi ráng đi. Mở rào. Anh có món quà này gửi tặng em. Dạ, em gửi anh ạ. Nó nặng. Dạ. Trời ơi, ông cao gì, cao dữ vậy, đâu đứng gần bạn gái coi rồi, ví dụ muốn hung là phải dướng lên đó. Rồi, được rồi, hai bạn về chỗ ngồi nói chuyện đi. Anh giới thiệu gì món quà anh tặng luôn. Dạ. Đó là xương gọc, bề ngoài có vẻ như là khô khan gai góc nhưng mà cái trong lòng thì lúc nào nó cũng có cái sức sống mạnh mẽ. Cái đó là nói về con người của anh á. Bề ngoài nó mà nó khô khốc gì nhưng mà như trong lòng nên nó mạnh mẽ lắm. Thứ hai là nói về tình yêu á, thì xương rồng nó cũng đại diện cho tình yêu, thể hiện cái sự mà chung thủy này kia. Anh có hỏi chị Google là xương rồng theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ai đến rồi mang em đi. Cảm ơn ạ. Anh hỏi là cái ý nghĩa cái quyển sách em món quà em tặng cho anh thì giống như là mỗi người lớn rồi thì chúng ta sẽ có công việc cuộc sống nó hơi là bề bộn nên là giống như là mình muốn trở về chỗ thơ thì mình giảm bớt áp lực của công việc á. Anh thì ví dụ mà đọc chữ sau này anh giỏi lắm nhưng mà anh sẽ cố gắng đọc hết quyển sách của em. Yeah. Coi hình thôi. Dạ. Rồi mình tính nói chuyện hẹn hò đi. Nhà em ở Tân Bình. Dạ đúng rồi. Buổi tối là gì em rảnh hết rồi. Dạ khoảng 6-7 giờ là em rảnh rồi ạ. Anh định khi nào mới kết hôn ạ?
hiện giờ hay là lúc nào cũng được. Với lại em là không có giỏi nội trợ, với lại là không có được, không sao. Cái chuyện nấu ăn anh dạy em luôn, anh sẽ nấu ăn rất là ngon. Với lại cho em hỏi là em rất thích coi phim ma luôn á, có thể là anh có thể đi cùng với em để coi phim được không? Có chứ, anh nói chung là anh rất thích xem phim, đi cùng với bạn gái đi mấy chỗ đi mua sắm là đi mấy trung tâm thương mại anh rất thích đi. Đi rồi có mua không? Cái chuyện đó là mua hay không là còn nhìn nhà mình thì mình thích hay là không. Hai tháng nữa là ở nhà anh là có đám cưới con ngoại anh, nếu tới đó em có tiện về không? À, thế được thì em sẽ đi ạ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau, mình nói lên cảm nhận của mình hiện tại như thế nào. Em nói trước hay anh nói trước? Anh nói trước đi ạ. Cảm nhận thì em giống như là mẹ nói với em là xin phúc hậu anh hết hay tới em. Trời ơi, gì cục ngủng vậy ông. Cái lần đầu tiên thì là như vậy là cảm thấy là quá thích. Em thấy anh cũng hiền ạ. Nói chung là chắc cũng là biết chăm lo cho gia đình. Yêu cầu của em chỉ có nhiêu đó thôi là anh đáp ứng được rồi ạ. Anh hứa là sẽ đáp ứng được. Hết thời gian. Rồi. Để tay nút bấm nha bạn trai. Nghe nhịp tim của mình có đập hay không? Có ba, có mẹ, có gia đình hai bên, có họ hàng, có hàng triệu người đang theo dõi. Chúng ta nói tất cả những gì họ đều nghe được. Và sự quyết định của mình nó liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời của chúng ta đó. Suy nghĩ cho kỹ rồi bấm nút các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng sẽ có không gian lãng mạn để các bạn xem phim với nhau, tìm hiểu nhau. Hãy xin phép ba mẹ của bạn gái để được hôn bạn gái nụ hôn đầu tiên. Con xin phép bắt chào gái cho hôn bé Nhi là nụ hôn đầu tiên.